Trời ơi, con phải hạnh phúc khi có một đứa em như thế. Mà đi biết thì không qua sai chính tả. Rồi, đây đây, mình coi coi. Em to đùng này là tặng cho Cherry nhân ngày sinh nhật 16 tháng 6, 2024 em vừa tròn 11 rồi. Mấy tuổi? Mấy tuổi? Hôm nay là sinh nhật. Bây giờ Mio sẽ làm cái quà sinh nhật cho chị Cherry, rồi Mio qua tặng chị Cherry nha. Sinh nhật lần thứ 11 tuổi. Đây đây, con mới vừa một cái chuyện nhỏ nhỏ gì đó. Rồi. Để chị đọc. Cherry ơi. Rồi. Em Mio. Em Mio tặng quà chị Cherry thương không? Chị sẽ mở nha. Rồi chị Cherry quay lại, mẹ chụp cho chị Cherry một cái nè. Em có một quà à. Đâu đây là okay, đây là Mio, đây là chị đi. Ok, chị xin lỗi chị thương nha. Trời ơi, chứ không nghe không? Em xin lỗi chị vì em chỉ tặng được cho chị một quà hả? Hôm bữa sinh nhật con chị về, để về Việt Nam con tặng chị thêm. Ôi, về Việt Nam tặng thêm. Nè, ba Hải dụ phụ dán băng keo cho em. Nhưng mà ba Hải dán xong xuôi là em còn tờ giấy ba, trắng. Ba coi nè ba. Nó bằng chính em vẽ đi. Luôn em không ngờ và không ngờ em có thể làm được điều này. Vì đang bật. Đế luôn quá. Em dễ thương quá. Phải, em xin lỗi, em có một món quà mà không nghĩ là sạp con có thể khéo như thế. Coi chừng quên, không có văng ra nghe đi. Ba, cái này cái đèn led mà coi hình Cherry quá ba. Trời ơi, wow. Biết lựa quà quá. Biết lựa quà luôn á. Trời đất, hồi nãy là nói là xin mẹ mua chứ đâu nói là xin mua cho, tặng Cherry đâu hả? Không có nói gì hết á, tưởng nó mua quà cho em, ai ngờ mua quà cho chị. Để đâu giờ? Cảm ơn Mio nha. Biết cái bực tắc á. Anh hai đồ của anh hai cũng dễ thương lắm á. Ê cho một cái này. Ê coi trường ngồi cánh hoa nha. Ba nể nhất cái này nè. Nhưng mà trong này nó còn có quà. Ba nể nhất cái này luôn nè. Cái này để dành lại nha đi. Chụp đi. Coi nhớ hứa lần sau nữa. Ok, đây là quà của chị này tặng ở trên này có cái chữ. Đây là quà sinh này tặng chị Cherry 11 tuổi. Cảm ơn Sunny. Sunny cũng đi lên làm handmade nãy giờ nha. Cái này mình chọn số, mình phải tìm số. Là số 1, con sẽ mở theo từng cái như Sunny nói. Anh từ từ khoan. Có số chị bà Hải ba. Số này làm đưa lên ngực nào, đưa lên ngực này. Ba. Rồi, chơi Sunny đứng kế. Ba. Có quà này kìa ba. Đẹp đánh quá. Dấu theo số, gói kỹ càng theo số luôn. Một số dây một happy birthday. Một có sự đầu tư rõ ràng, thấy không? Còn kéo. Hay hay em đầu tư chưa đi. Một cái máy bay. Huy đẹp. Một cái máy bay. Bình thường không? Ôi quà số 2 bự vậy. Con sẽ mở thử. Cái này quà số 3. Rồi, quà nào cũng cánh số luôn. Tám luôn. Oh, crayon. Bút màu nè. Ui, cũng 16 số con thích, 16 tháng 6. Ờ, biết lộ ha. Tám quà. Không biết luôn á. Con thì có hết màu này. Ok, màu đó màu gì, lít lắm. Màu sweet violet. Sweet violet. Cái này là đi lụm ở biển đúng không này? Đây là mới đi biển không mà lụm về tặng chị luôn. Em lấy toàn cái đá đẹp. Đá đẹp quá à. Ồ, chân chứa tặng cũng mèo. Còn này là gì ta? Đá này rất hữu dụng. Birthday. Happy birthday. Đá đang phải trưng bày nè. Tiếp là cái gì? Ui. Ui. Quà số 4. Cái này đầu tư. Rồi, cái này ba coi này đầu tư nè ba. Muốn quà gói kỹ càng gói luôn. Rồi. Cái này là đang len luôn á hả? Tám quà là. Cái này đó đâu quà, hai món quà tặng kèm. Chỉ là đây là một sự chuẩn bị rất là kỹ chu đáo. Đâu chị đi cầm lên nè. Quà luôn rồi ba Hải. Không, để tất cả quà số 5 xuất sắc quá, cái này mẹ cũng thích nữa nè. 4 đâu. Rồi qua mỗi con lại làm tiếp. Cái này số 5. Thời tới giờ. Đây là Cherry, thấy em yêu, thấy em yêu con không? Lời chú. Cái này là chữ cờ nhưng mà chú cờ nhỏ quá nên em đã sửa thành chú cờ to hơn nên giờ nó thành chú. Lời chúc cho chị đúng không? Lời chúc này đẹp quá.
Trời ơi, em dễ thương quá à. Em chúc chị luôn xinh đẹp, học giỏi vâng lời ba mẹ, ước mơ luôn thành hiện thực, yêu chị. Cảm ơn này. Trời ơi, con phải hạnh phúc khi có một đứa em như thế. Mà này viết thì không qua sai chính tả. Rồi, đây đây, mình coi coi. Không gạch phá luôn. À, dễ thương rồi. Và món quà. Ủa, chưa hết nữa hả? Đó là len. Ồ, len cherry luôn trời. Một cái đồ nữa và một cái đồ nữa lên dạng mini, có hình con hả, thể gì chơi cái này đựng ly luôn hả? Cảm ơn. Trời đẹp quá vậy, đẹp ghê ha. Mặt hạt kẹo. Một cái thiệp. Wow, cái gì vậy? Dạ, một mô hình wish. À, cái đó mở ra được đó. Cái là mô hình đó. Ở trong mới có cái gì vậy chẳng? Với lại một cái. Nè Mio, coi gói xong rồi nè. Rồi, sao nó làm nhiều vậy? Một cuộn len. Wow, thích quá à. Dạ, cuối cùng là chưa hết một cái hả? Sticker marshmallow. Wow, dữ vậy ta. Cảm ơn hai cái túi nữa. Rồi,